Xin chào tất cả quý cô bác anh chị và các bạn. Kính thưa cô bác anh chị và các bạn, thì ngày hôm nay xin sẽ làm một cái clip gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn. Chủ đề ngày hôm nay thì xin sẽ nói về chủ đề của một người đặt tên cho mình là Ngài Cứu Đời. Kính thưa các bạn, thì vừa qua xin đã đưa lên cho tất cả các bạn đã biết về một thân phận của một người gọi là Ngài Cứu Thiên, Ngài Cứu Đời. Thì những gì mà các bạn đã xem qua thì các bạn đã hiểu qua con người này như thế nào, và họ gạt mọi người, những người phụ nữ như thế nào. Mấy ngày nay các bạn biết là ai xin nhận rất là nhiều những cuộc gọi và những cái video của mà thằng Ngài này dở trò tồi bại với người phụ nữ. Thì ai xin đã có những cái bằng chứng ở nơi đây rất là nhiều nói về thằng Ngài này. Thì các bạn vừa qua thì các bạn đã xem qua những clip của Ngài đăng lên, thì các bạn thấy về thành phần của Ngài này như thế nào, có thật hay không? Thì đúng ra thì cũng 100%, 80%, 90% của tất cả các bạn đã nhìn nhận và các bạn đã biết qua Ngài này là dối gạt đến tất cả mọi người, đúng không? Các bạn đã thấy qua 80-90% về vấn đề Ngài này nó không có thật đến cho tất cả mọi người. Thì ai xin cũng chia sẻ đến cho tất cả mọi người biết đến về vấn đề thằng Ngài này nó có thật hay là không thì các bạn cũng đã biết. Còn rất nhiều những đoạn video ở nơi đây mà ai xin đang giữ. Ở đây cũng là một cái chia sẻ đến cho tất cả mọi người đã tin về Ngài trước đây. Thì các bạn trước đây thì các bạn đã thấy và những người chửi ai xin trước đây, tin Ngài, chửi ai xin trước đây, mày hại người ta như thế này thế nọ. Thì một buổi sáng ngày hôm nay cũng có một số người gọi điện thoại cho ai xin và cũng có bình luận xin lỗi ai xin vì trước đây đã chửi ai xin. Thì trong một cái bình luận buổi sáng ngày hôm nay thì các bạn thấy trong cái bình luận của ai xin có một người bạn tên là Z Trần. Bạn Z Trần này có nhắn tin với ai xin là trước đây đã hiểu lầm ai xin và có nhắn tin chửi ai xin. Thì ai xin cũng xin báo với bạn Z Trần là ai xin không có trách bạn đâu. Cái việc mà bạn và những người khác mà không tin ai xin đó cũng là vì một cái lối đi của họ quá tinh vi, cho nên đó là mọi người phải mắc phải vào để lầm tin về cái thằng Ngài này. Thì ai xin cũng chia sẻ với tất cả mọi người, thì mà tất cả mọi người tin về tâm linh thì các bạn hãy đắn đo cho kỹ các bạn ơi. Về cái thằng Ngài này nói chung là rất là nguy hiểm nha các bạn. Theo ai xin nghĩ là Ngài này rất là nguy hiểm. Thì các bạn một thời gian trước thì các bạn có nghe qua về một vị là luyện thiên linh ở Đồng Tháp vừa qua, thì các bạn thấy rất là ghê gớm. Thì hàng ngày này nếu như ai xin không mà đưa ra chứng cứ có thật thì còn rất là nhiều người để lọt vào cái bẫy của họ. Thì các bạn biết những người như thế này là rất là nguy hiểm các bạn. Thì cái này là cách nhìn nhận của ai xin thôi, thì còn các bạn nhìn nhận như thế nào thì tùy các bạn. Thì theo ai xin nhìn nhận về thằng Ngài này, nếu như lâu ngày vài tháng có thể nó sẽ đưa ra một cái chuyện không thể lường trước được. Biết đâu ngày nào nó đưa ra một cái chuyện thiên linh đó, luyện thiên linh như thế nào
có thể nó chặt đầu người phụ nữ ra và để nó luyện thiên linh, một cái loại coi như là thú tính, đâu còn tính người đâu. Các bạn thấy là những người phụ nữ trước đây là nó đã đưa ra cái trò này rồi, thì cái trò tiếp theo có thể là nó làm cái vấn đề đó. Cho nên tất cả các bạn đã xem qua và đã biết qua kênh của Aisin thì Aisin cũng mong rằng tất cả các bạn nào có cái vấn đề gì mà bị ức hiếp, hay là những cái vấn đề gì mà bị người ta như thế nào đó, thì các bạn hãy điện thoại cho Aisin và chia sẻ cho Aisin. Aisin sẽ dùng hết khả năng của Aisin để bảo vệ cho tất cả các bạn. Còn nếu mà như Aisin thấy mà cái vấn đề nào mà các bạn đã cho Aisin hay ngoài tầm tay của Aisin, thì Aisin sẽ nhờ đến lực lượng chức năng bên công an. Không riêng Aisin mà cũng còn tất cả mọi người ủng hộ với một cái đúng xã hội, thì Aisin cố gắng giúp cho bà con phần nào thì đỡ phần đó thôi. Chứ Aisin nói chung là cũng không phải là thầy bà, hay là không phải là tay anh chị ở xã hội như thế nào nghe các bạn. Thì mong tất cả các bạn hiểu cho Aisin. Các bạn đừng nghĩ là thằng này nó làm ra, nó tỏ vẻ ra tay anh chị hay là tay thứ này thứ nọ. Dạ xin thưa với tất cả anh em và các bạn, thì anh em và các bạn, Aisin cũng là một con người rất là bình thường như tất cả các bạn thôi, chứ không phải là Aisin đó là ông thần ông thánh. Aisin mong rằng tất cả anh em hiểu cho Aisin và cùng hợp tác với Aisin để giúp cho những bà con. Nói về tâm linh thì nói chung Aisin cũng tin tâm linh, nhưng mà các bạn tin về tâm linh các bạn cẩn thận, các bạn hãy nhìn sâu một tí, đừng để cho người ta lợi dụng về tâm linh nha quý vị và các bạn. Còn nhiều cái vấn đề nữa là hiện nay là các bạn cộng đồng xã hội rất là bức xúc về những cái vấn đề về tâm linh không có thật. Thì Aisin đã phá qua được mấy vụ về tâm linh không có thật, thì các bạn xem và các bạn cũng đã hiểu. Còn những cái vấn đề tâm linh không có thật cùng chung với những băng nhóm của tụi nó, thì lần lượt Aisin sẽ tìm tới, Aisin sẽ tìm tới và Aisin sẽ vạch mặt những kẻ lừa gạt khán giả, lừa gạt cộng đồng xã hội, đem một cái việc tâm linh không có thật để gạt tiền và trục lợi cá nhân. Thì Aisin đã gửi đến cho tất cả các bạn một cái đoạn video này, nói về ngài và nói về những thành phần cùng băng nhóm với ngài và tiên thiên tái thế. Những gì các bạn nhờ Aisin thì Aisin sẽ làm hết khả năng của Aisin để giúp cho tất cả mọi người. Còn vấn đề nào mà ngoài tầm tay của Aisin, chuyện lớn quá Aisin làm không nổi, thì Aisin sẽ nhờ đến chính quyền địa phương sẽ giúp cho tất cả mọi người thôi. Thì mong rằng tất cả mọi người cứ an tâm vấn đề, gọi cho Aisin, Aisin sẽ giữ bí mật cho tất cả mọi người. Và còn cái nào mà mọi người muốn đưa ra, vạch mặt ra, thì Aisin sẵn sàng, Aisin cộng tác với tất cả mọi người đưa ra cho cộng đồng xã hội biết. Thì mong rằng tất cả mọi người cứ an tâm một cái vấn đề này. Ngày hôm qua đó, thì ông ngài đó là tự ngài tái thế đó. Ông ngài đó là kêu Aisin là thách thức Aisin các thứ. Thì ngày hôm nay cảm thấy như thế nào? Còn thách thức nữa không? Trước hết thì Aisin đưa ra một cái bằng chứng cho tất cả cộng đồng xã hội biết. Và kế đó Aisin sẽ đi tìm ông ngài. Tìm để làm gì? Tìm để cho chính miệng ngài nói ra sự thật là có gạt mọi người như thế nào. Chứ không phải là Aisin tìm đến ông ngài mà để quýnh đập ông ngài, chém giết ông ngài. Cái việc mà động tay động chân là nó phiền phức đến Aisin thôi, chứ không phải là vấn đề tốt cho Aisin. Thì Aisin chỉ mong rằng anh em sẽ đi tìm ông ngài. Ông ngài cứ an tâm, anh em tôi sẽ tìm tới ông để lấy lại những gì công bằng cho những phụ nữ mà ông đã hại, những người phụ nữ. Và sau đó
thì tôi đây sẽ nhờ chính quyền địa phương đưa ông về, ông cứ an tâm vấn đề đó. Kính thưa các bạn, thì các bạn đã xem qua một đoạn video mà Ai Xin đã tâm sự với tất cả các bạn ngày hôm nay. Thì các bạn xem và các bạn nghe, thì các bạn hãy đăng ký và ủng hộ kênh cho Ai Xin để Ai Xin làm tốt hơn với vấn đề công việc xã hội. Thì mong rằng tất cả các bạn chia sẻ và like cùng đăng ký ủng hộ kênh cho Ai Xin nha. Cuối cùng Ai Xin chúc cho tất cả quý cô bác anh chị và các bạn xem một đoạn video nhiều niềm vui, sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc. Ai Xin xin chào tạm biệt.